Ngày 1 tháng 4, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Chí Tâm, 23 tuổi, ngụ xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ngày 25 tháng 3, Tâm điều khiển xe máy trên quốc lộ 57. Khi đến xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Tâm nhìn thấy một phụ nữ 42 tuổi là chủ quán nước đang ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Tâm đi vào bên trong quán dùng vũ lực khống chế đè nạn nhân xuống giường. Tuy nhiên, bị người phụ nữ chống cự quyết liệt nên Tâm không thực hiện được hành vi của mình. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, người phụ nữ đã chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, Tâm đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát về hướng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhưng đã bị người dân đuổi theo bắt giữ, giao cho công an. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.